Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 27, các tính chất của phép cộng, trang 67-68. Quan sát tranh vẽ, chúng ta thấy ở trước mặt một nhóm học sinh là những tấm thẻ. Trên những tấm thẻ có các phép tính cộng. Cô giáo nêu yêu cầu, hãy tìm những cặp thẻ ghi biểu thức có cùng giá trị. Chúng ta có tìm được những cặp thẻ ghi biểu thức có cùng giá trị không? Chúng ta dễ tìm được, đúng không? Ví dụ như chúng ta thấy là cặp thẻ này. Đấy, cặp thẻ này có phép tính là gì? Có hai phép tính có các chữ số giống nhau, đúng không? Cặp thẻ này cũng thế, cặp thẻ này cũng vậy, hiểu không? Chúng ta tìm hiểu phần 1 của bài, tính chất giao hoán của phép cộng. Chúng ta quan sát là các tấm thẻ trên bàn này, chúng ta thấy là các cặp thẻ nào có các chữ số giống nhau. Đây này, 7 cộng 5 và 5 cộng 7. Chúng ta thử tính xem giá trị có bằng nhau không nhé. 5 cộng 7 bằng 12. 7 cộng 5 bằng 12. Nên 5 cộng 7 bằng 7 cộng 5. Khi ta thực hiện phép tính cộng hai số, ta có thể đổi chỗ, phải không? Ta đổi chỗ các số hạng. Thì ta thấy tổng của nó có thay đổi không? Không thay đổi, phải không? Khi thực hiện phép cộng hai số, ta có thể đổi chỗ các số hạng mà tổng không thay đổi. Đó chính là tính chất giao hoán của phép cộng. Cô nhắc lại, khi thực hiện phép cộng hai số, ta có thể đổi chỗ các số hạng mà tổng không thay đổi. Tiếp tục chúng ta sang tính chất thứ hai của phép cộng. Đó là tính chất. Cô giáo có phép tính mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc cộng 6. Chúng ta tính giá trị của biểu thức này. Trong biểu thức này có dấu ngoặc đơn. Chúng ta tính trong dấu ngoặc đơn trước. 3 cộng 5 bằng 8. Rồi cộng với 6. 8 cộng 6 bằng 14. Phép tính thứ hai, 3 cộng mở ngoặc 5 cộng 6 đóng ngoặc bằng. Phép tính này cũng có dấu ngoặc đơn. Chúng ta tính ở trong ngoặc đơn trước. Vậy bằng 3 cộng trong ngoặc đơn 5 cộng 6 bằng 11, 3 cộng 11 bằng 14. Chúng mình có nhận xét gì về hai phép tính này? Chúng ta thấy hai phép tính này có các số hạng giống nhau, phải không? Có các số hạng giống nhau này. Đấy, 3 này, 5 này, 6 này và kết quả đều bằng 14. Nhưng chúng ta thấy có khác nhau điểm gì? Chúng ta thấy ở cái biểu thức trước thì chúng ta nhóm số hạng thứ nhất với số hạng thứ hai rồi cộng với số hạng thứ ba. Còn phép tính thứ hai là cộng số hạng thứ nhất với tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba. Vậy mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc bằng cộng với 6 bằng 3 cộng mở ngoặc 5 cộng 6. Từ cách làm trên, cô giáo có kết luận như sau. Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. Cô nhắc lại, khi cộng một tổng của hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. Đó là tính chất thứ hai, tính chất. Chúng ta sang tính chất thứ ba, cộng với số 0. 7 cộng 0 bằng 7. Đấy, 7 cộng với 0 không có cái gì, phải không? 7 cộng 0 bằng 7. Và 0 cộng 7 bằng 7. Chúng mình có nhận xét gì với hai phép tính này? Khi ta cộng một số nào với 0 thì cũng cho kết quả bằng chính số đó. Hoặc là 0 cộng với số nào thì cũng vẫn bằng chính số đó. Đó là tính chất cộng với số 0. Số nào cộng với 0 cũng cho kết quả bằng chính số đó. Như vậy chúng mình vừa tìm hiểu ba tính chất của phép cộng. Đó là tính chất giao hoán, tính chất kết hợp và tính chất
cộng với số 0. Bây giờ chúng mình vận dụng 3 tính chất của phép cộng để chúng ta làm bài tập thực hành. Câu A, 34 cộng 99 bằng hỏi chấm cộng 34. Ở hai biểu thức này chúng ta thấy có số 34, phải không? Số hạng 34 giống nhau. Và hai biểu thức này có dấu bằng, tức là hai biểu thức này có giá trị bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ điền số bao nhiêu? Chúng ta căn cứ vào cái biểu thức bên trái. Số hạng thứ hai là 99, vậy thì chúng ta điền số 99 vào ô trống. Khi ta thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng, phải không? Thì tổng không thay đổi, kết quả vẫn bằng nhau. Tiếp tục, 13 cộng 297 bằng 297 cộng hỏi chấm. Chúng ta thấy là hai biểu thức này cũng vẫn bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ điền số 13 vào ô trống. Đây chúng ta cũng vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng. 201 cộng 118 bằng hỏi chấm cộng 201. Như vậy chúng ta điền số vào ô trống là bao nhiêu? 118. Ta cũng vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng. Tiếp tục, mở ngoặc 24 cộng 8 cộng 12 bằng 24 cộng mở ngoặc 8 cộng ô trống hỏi chấm. Hai biểu thức này chúng ta thấy có các số hạng đều bằng nhau. Như vậy chúng ta xem là chúng ta vận dụng cái tính chất gì của phép cộng để chúng ta điền số vào ô trống nhé. Số hạng thứ nhất kết hợp với số hạng thứ hai rồi cộng với số hạng thứ ba ở biểu thức bên tay trái. Bên tay phải, số hạng thứ nhất cộng với tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba để chúng ta có kết quả của hai vế bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ điền số bao nhiêu? 12. Khi cộng một tổng của hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. Như vậy chúng ta vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng để làm phép tính này. Tiếp theo, 6 cộng 4 cộng 8 bằng mở ngoặc 6 cộng hỏi chấm đóng ngoặc cộng 8. Như vậy ở đây 3 số hạng cộng với nhau. Người ta đã kết hợp số hạng thứ nhất. Ở đây có số hạng thứ 3 rồi, như vậy còn thiếu số hạng thứ 2, phải không? Ta đã kết hợp số hạng thứ nhất với số hạng thứ 2 lại. Như vậy số điền vào ô trống là 4. 98 cộng 63 cộng 37 bằng 98 cộng mở ngoặc 63 cộng hỏi chấm đóng ngoặc. 98 cộng mở ngoặc 63 cộng 37. Ở đây ta đã kết hợp gì? Số câu B, 9 cộng ô trống bằng 9. Khi một số cộng với mấy để vẫn bằng chính số đó? Cộng với 0. Như vậy ta điền số 0 vào ô trống. 9 cộng 0 bằng 9. 61 cộng mấy bằng 61? 61 cộng với 0. Bao nhiêu cộng 0 bằng 87? Một số nào cộng với 0 vẫn bằng chính số đó. Như vậy số điền vào ô trống là 87. Hỏi chấm cộng 10 bằng 10. 0 cộng với số nào vẫn bằng chính số đó, tức là ta điền số 0. 0 cộng 10 bằng 10. Như vậy bài tập 1 chúng mình đã vận dụng 3 tính chất của phép cộng để chúng ta điền số vào ô trống. Chúng ta chuyển bài tập 2. Tính bằng cách thuận tiện theo mẫu. Mẫu 75 cộng 25 cộng 46 bằng mở ngoặc 75 cộng 25 đóng ngoặc cộng 46. Ở đây là phép cộng 3 số hạng. Muốn tính cho thuận tiện thì chúng ta thấy là 5 cộng 5 bằng 10. Như vậy bằng số tròn trục, ta sẽ dùng tính chất kết hợp để chúng ta kết hợp
số hạng thứ nhất với số hạng thứ hai, rồi cộng với số hạng thứ ba. 75 cộng 25 bằng 100, 100 cộng 46 bằng 146. 37 cộng 8 cộng 3 bằng, ở đây chúng ta thấy 7 cộng 3 bằng 10. Ta sẽ dùng tính chất kết hợp của phép cộng. Ta kết hợp số hạng thứ nhất với số hạng thứ ba bằng mở ngoặc 37 cộng 3 đóng ngoặc, rồi mới cộng số hạng thứ hai. 37 cộng 3 bằng 40, 40 cộng 8 bằng 48. Dựa vào mẫu này, chúng mình sẽ thực hiện tính giá trị của 4 biểu thức. A. 36 cộng 14 cộng 19. Chúng ta thấy 6 cộng 4 bằng 10. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp số hạng thứ nhất với số hạng thứ hai, rồi cộng với số hạng thứ ba bằng mở ngoặc 36 cộng 14 cộng 9 bằng 36 cộng 14, 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, 50 cộng 9 bằng bao nhiêu? Bằng 59. Câu B. 51 cộng 12 cộng 18 bằng, chúng ta thấy 2 cộng 8 bằng 10. Chúng ta kết hợp số hạng thứ hai với số hạng thứ ba, viết số hạng thứ nhất cộng với tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba, 12 cộng 18 bằng 51 cộng 12 cộng 18 bằng 30 bằng 51 cộng với 30 bằng 81. Câu C. 65 cộng 9 cộng 5. Ta thấy rằng 65 cộng 5 bằng một số tròn trục, phải không? 6 cộng 5, 65 cộng 5 bằng 70, 70 cộng 9 bằng 79. Ta kết hợp số hạng thứ nhất, 65 cộng 5 đóng ngoặc cộng 9 bằng 65 cộng 5 bằng 70. 70 cộng 9 bằng 79. Câu D. 31 cộng 26 cộng 69 bằng 1 cộng 9 bằng 10. Ta kết hợp 31 cộng 69, tức là số hạng thứ nhất, kết hợp với số hạng thứ ba, rồi cộng với số hạng thứ hai bằng 31 cộng 69. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10. Như vậy kết quả trong ngoặc đơn bằng 100. 100 cộng 26 bằng 126. Bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã vận dụng các tính chất của phép cộng để chúng ta. Bài 3, tính bằng cách thuận tiện và nói cho bạn nghe cách tính. Quan sát bài tập ở đây chúng ta thấy là có 4 con vật. Trước mỗi con vật là một tấm thẻ, mỗi tấm thẻ là các phép tính cộng. Ở đây mỗi phép tính cộng là có 3 số hạng. Bài yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện và nói cho bạn nghe cách tính. Như vậy cái cách làm của bài 3 này giống như cách làm của bài 2. Chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất. Cô giáo có phép tính thứ nhất, 93 cộng 107 cộng với 59. Muốn tính giá trị của biểu thức này một cách thuận tiện nhất thì chúng ta sẽ cộng xem số nào cộng với số nào bằng số tròn trục. Chúng mình thấy 3 cộng 7 bằng 10, như vậy chúng ta sẽ dùng tính chất kết hợp. Ta kết hợp số hạng thứ nhất với số hạng thứ hai bằng mở ngoặc 93 cộng 107 đóng ngoặc,
rồi cộng với số hạng thứ 3 là 59 bằng 93 cộng 107 bằng bao nhiêu? À, bằng 200. 200 cộng 59 bằng 259. Phép tính tiếp theo, 32 cộng 146 cộng 18 bằng. Chúng mình thấy là 2 cộng 8 bằng 10. Ta kết hợp số hạng thứ nhất với số hạng thứ 3. Mở ngoặc. 32 cộng 18. Đóng ngoặc. Cộng 146 bằng 32 cộng 18 bằng 50. 50 cộng 146 bằng 50 cộng 46 bằng 96. 100 nguyên phải không? Bằng 196. Phép tính thứ 3, 82 cộng 157 cộng 43. Chúng ta thấy rằng 157 cộng 143 được vì 7 cộng 3 bằng 10. Ta kết hợp số hạng thứ 2 với số hạng thứ 3. Số hạng thứ nhất là 82 cộng mở ngoặc 157 cộng 143 đóng ngoặc bằng 82 cộng 7 cộng 3 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9 thêm 1 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3. Như vậy kết quả ở đây bằng mấy trăm? À, bằng 300. 82 cộng 300 bằng 382. Phép tính cuối cùng, 120 cộng 170 cộng 280 bằng 20 cộng 80 bằng 100. Như vậy ta kết hợp số hạng thứ nhất với số hạng thứ 3. Mở ngoặc 120 cộng 280 đóng ngoặc cộng 170 bằng 120 cộng 280. 20 cộng 80 bằng 100. 100 cộng 200 bằng 300. 300 cộng 100 bằng 400. Cộng 170 bằng. Bài 4. Hai anh em Hoàng Đức và Phương Dung đi cùng mẹ vào siêu thị. Khi tính tiền, cô bán hàng đưa hóa đơn ghi như dưới đây. Mẹ đưa cho cô bán hàng 500.000 đồng. Em hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền. À, đây là tranh vẽ. Hai anh em Hoàng Đức và Phương Dung đi cùng mẹ vào siêu thị để mua hàng. Khi tính tiền thì cô bán hàng đưa cho mẹ cái hóa đơn như thế này. Hóa đơn ngày tháng 5. Ba lô nam hết 130.000 đồng. Ba lô nữ hết 135.000 đồng, tập vở ô ly hết 65.000 đồng, tổng 330.000 đồng. Cảm ơn quý khách, phải không? Như vậy là tổng số tiền mẹ phải mua là hết 330.000 đồng. Bà yêu cầu là các con hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết là cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền khi mẹ đưa cho cô bán hàng là 500.000 đồng. Muốn biết cô bán hàng phải trả lại cho mẹ bao nhiêu tiền thì trước tiên chúng ta phải tính xem số tiền mẹ phải trả là bao nhiêu, phải không? Đấy, chúng ta sẽ lấy 130.000 cộng 135.000 cộng 65.000. Số tiền phải trả. Cộng
35.000 cộng với 65.000 bằng, lúc nãy ở trong cái phiếu đã tính tiền rồi phải không, là bao nhiêu? À, 330.000 đồng. Đấy, tổng cộng số tiền mẹ phải trả cô bán hàng là 330.000 đồng. Và mẹ đưa cho cô bán hàng là 500.000 đồng. Như vậy chúng ta tính xem là còn phải, cô bán hàng cần phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền phải không? Số tiền trả lại ta lấy 500.000 trừ đi 330.000 chúng ta nhẩm tính kết quả sẽ bằng 170.000 đồng. Và đây là lời giải của bài. Số tiền mẹ phải trả là 130.000 cộng 135.000 cộng 65.000 bằng 330.000 đồng. Số tiền cô bán hàng cần trả lại là 500.000 trừ 330.000 bằng 170.000 đồng. Đáp số 170.000 đồng. Như vậy tiết học vừa rồi các con vừa tìm hiểu ba tính chất của phép cộng, đó là tính chất giao hoán, tính chất kết hợp và tính chất cộng với số 0. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.